trầm rừng Myanmar thân tím đậm các bác nhá. Hàng này nó là hàng thuần tại vườn em năm thứ 3 rồi. Về bây giờ chỉ việc ngoặc móc treo lên tưới nước chơi là được nhá. Một bảng này em bán với giá là 300k, chưa bao gồm phí ship, nên các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship ạ. Mặt bông của nó đây ạ, tím đậm tím ngắt nhá. Cái hoa trầm này thì hoa nó sẽ nở sau Tết, giải rác bắt đầu từ tháng 3 dương nhá, tháng 3 đến tầm tháng 6 dương ạ. Đây, trầm rừng Myanmar mọi người nhá, hoa siêu thơm siêu bền luôn ạ. Đợt hoa của nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 25 đến 35 ngày. Cái hàng này cực kỳ dễ chăm dễ trồng nhá. Về mình chỉ tưới nước vào phần gốc cho em thôi này, gắn cho em một cái túi phân và cái phần bảng dớn này nhá, để cho nó cung cấp dưỡng chất cho cây. Bác nào thích chơi dày hoa thì mình có thể ộp lưng hai cái bảng này vào nhau, không thì làm một bảng này treo cũng được nhá. Đây này, hàng nó đang đi ngọn đây này. Còn mấy chậu ta ly lưỡi bẹt em thanh lý nhanh cho các bác nhá. Combo 200.000 ba chậu này. Mặt bông đây, hàng thân nù nhá. Đấy, cứ 200.000 là các bác sở hữu ba chậu này. Mọi người lưu ý cho em là hàng xả này là em không bao ship, nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Combo 3 chậu là 200k, tính ra là chưa đến 70.000 một chậu đâu. Em có một lô trâu rừng lỗi lá, hôm nay thanh lý sập sàn cho các bác 250.000 một cân. Cái giá này là chưa bao gồm phí ship nhá. Ship đồng giá 40.000 giúp em ạ. Các bác lấy bao nhiêu cân ship vẫn là 40.000. Cái hàng này thì nó có lẫn cả cây to lẫn cây bé. Đây này, như cái mã hàng cây trung bình này em cân này, được một cân nhá, thì nó cứ dao động khoảng tầm 6-7 cây một cân. Còn cái hàng to như thế này này thì nó được tầm 3 cây một cân nhá, 2-3 cây một cân. Lưu ý lại các bác một lần nữa là hàng này nó là hàng lỗi lá nhá, và hàng rừng duy nhất một mặt hoa trắng tím. Đây, 250 một cân. Hàng đang đâm rễ sữa này, củ hoa cũ nhá. Hàng này về bây giờ các bác ghép là chuẩn rồi, ghép tầm này là kịp chơi Tết rồi nhá. Cái này em số lượng không có nhiều đâu, chỉ có khoảng tầm 20 cân thôi. Còn đây là 5 cái loại kiếm gieo hạt, cây giống 5253 nhá. Phan Chí, xanh Huế, vị hoàng, vàng Tây Ninh và cái hàng đồ long đao của Thái nhá. Hàng hơi lỗi lá nên em đang thanh lý là 250.000 một combo 2 chậu như thế này. Trung bình một chậu thì nó cứ dao động khoảng tầm 2-3 tép, có những chậu được 4 tép nhá. Mọi người lưu ý cho em là hàng nó lỗi lá. Đây này, có những cái cây nó bị cắt ngang lá này này, cắt lá do vận chuyển nhá. Phan Chí, xanh Huế, vị hoàng, vàng Tây Ninh và đồ long đao. Hàng cây gieo hạt, hơi lỗi lá, thanh lý 250.000 một combo, giá không bao ship. Các bác mua bao nhiêu chậu thì cũng vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Nhạn VIP 4N, dòng nhạn cấy mô của Thái nhá. Hoa tương đối chuẩn với cái mặt hoa hàng rừng của mình, mà nó có phần nó còn thơm hơn. 350.000 cho một chậu như thế này. Mặt bông đây mọi người ơi, cái dòng này hoa nó thơm rất là đậm nhá, đậm lắm. Mà đối với cái dòng nhạn Thái này thì hoa của nó sẽ nở rải rác từ tháng 4 đến tầm tháng 10 dương, chứ nó không cố định tháng nào, nở rải rác nhá. Một chậu này một cây, một chậu này nó sẽ có một cây, và một cây thì nó dao động khoảng tầm 7 cặp lá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá này, lỗi một đổi một nhá. Cái này nó đã là hàng thuần năm thứ 3, năm thứ 4 rồi. Về bây giờ các bác chỉ làm móc các bác treo lên cho em thôi, đừng bóc tách gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ nhá.